Câu B. Tính xác suất để lấy được lô 1, biết rằng sản phẩm lấy ra là chính phẩm. Câu B là tính xác suất để lấy được lô 1, biết rằng cái thằng sản phẩm lấy ra cuối cùng này là chính phẩm. Như vậy yêu cầu của bài này thực chất là yêu cầu bài toán thực chất là tìm như phân tích của đề bài là tìm như yêu cầu đề bài tính xác suất thì tìm P. Tính xác suất để lấy lô 1. Lấy lô 1 đấy là H1. Theo P của H1. Biết rằng sản phẩm lấy ra là chính phẩm. Sản phẩm lấy ra là chính phẩm, đấy chính là biến cố A. Cái biết rằng chúng ta để ở dưới. Nhìn vào đây chúng ta thấy rõ ràng là cái này chính là cái người ta hỏi. Xác suất để lấy được lô 1, biết rằng đã lấy được chính phẩm. Theo như công thức BH thì kết quả cái này bằng cái như sau. PH1 nhân PA trong điều kiện H1 chia PA. Chúng ta thay số thôi. Tất cả thành phần nhỏ này có hết ở trên rồi. Bằng 0,5 nhân với C17 chia C110 chia cho PA. PA chúng ta có ở câu A là bằng 0,6833. Tính ra được kết quả là bằng 0,512. Chúng ta dùng máy tính FX500 bấm một lượt là ra kết quả này. Cái khó của bài khi của bài toán ứng dụng công thức đầy đủ công thức BS là để phân tích. Vì vậy, khi làm bài toán liên quan đến công thức đầy đủ công thức BS, chúng ta mô tả bằng sơ đồ thì nhìn nó rất rõ ràng. Nhìn thấy ngay chúng ta phải gọi cái gì là H1, cái gì là H2, cái gì là biến cố A.